Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Đại học Nguyễn Tất Thành là trung tâm đào tạo đa ngành với hơn 20.000 sinh viên theo học mỗi năm ở 5 khối ngành. Với triết lý đào tạo hướng trọng tâm vào người học, Đại học Nguyễn Tất Thành đặc biệt chú trọng công tác liên kết hợp tác, tạo ra các liên minh chiến lược với các tổ chức doanh nghiệp và viện nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm tạo môi trường thực tế và 100% cơ hội việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp. Chất lượng đào tạo của trường đã được khẳng định thông qua 3 sao của tổ chức QS Star Anh Quốc và đạt kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc gia.